Dạ cho miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ha. Hiện tại giờ nên đang đứng ở chợ Châu Đốc của chú anh chị. Nè. Đang đứng ở chợ Châu Đốc ha. Thì bữa nay nên đi mua gặp ha, chuẩn bị vô vụ rồi của chú anh chị. Đây hôm gài có mấy anh em á hỏi nên mua gặp ở đâu á, thì giờ nên mua gặp ở đây nè ha. Thì ở đây anh bán đủ thứ hết trơn á, bán lưới có chài, có lợp cá lóc, lợp tép, lợp ếch, lợp nói chung là bán đủ thứ à. Lợp cua, lợp tép, lợp cá chạch hay là cửa ngục với nè, với nên cũng mua cửa ngục ở đây nè ha. Cửa ngục thì nên mua ở đây không à, thì như cửa ngục là 30 dài 10 thước á, 30 mấy khung á, 31 khung hay gì đó. Để chút nên vô nên hỏi anh lại. Đây là chợ Châu Đốc nè, chợ cá thì nằm trong này. Còn bên đây là khu chợ thực phẩm, là bán đồ này kia rồi. Đó, còn chợ khô thì đi ra mép ngoài. Đi ngay chân chỗ cái đường đó đó, chạy thẳng ra luôn là ra chợ khô. Đó. Giờ đây nè, chỗ cửa tiệm của ảnh nè, Hình Hiệp. Số điện thoại. Đây số điện thoại của ảnh nè. Đó, thì anh em nào có cần thì liên hệ ha. Đó, nên mua ở đây nè, gặp thì nói chung gặp chuột hay là cửa ngục gì đó nên đều mua của ảnh hết, tại mua quen rồi. Đó. Ảnh bán cũng đủ hết, bán dớn, bán lứ, bán này kia rồi. Nói chung là đủ thứ dớn, anh em nào muốn cặn gì thì cứ liên hệ ảnh, số điện thoại của ảnh ở trên nè. Số bàn không được hả? Còn thôi là như cái số của anh là 0918 phải không? À, còn thôi là số của ảnh là 0918 424 575. Còn số điện thoại bàn này là điện hết được rồi. Đó, số điện thoại di động của ảnh là 0918 424 575. Còn cửa ngục thì nên cũng mua của ảnh luôn. Nói chung là ảnh bán đồ thì cũng đỡ, tại vì cái cửa ngục mà dài 10 mét đó, nên hỏi ở trên mạng là mắc hơn ở chỗ, nên mua là cái mấy chục ngàn á. Nói chung là như vậy. Là như cửa ngục là như lúc tôi mua là ba mấy khung, 31 khung không, là ở trên mạng thì nên coi là nó bán hơn, mắc hơn mấy chục ngàn, nó bán tới 300 370 380 gì cái rồi ở trên mạng. Còn đây thì nên mua rẻ hơn chút, thì anh em nào cần thì có gì liên hệ ha. Còn gặp chuột đâu anh? Chuột ở trong này nè, giờ kẹt trong đó. Đây gặp chuột thì nên xài loại này nè. Nói chung loại này là xài chắc loại luôn, bảo đảm luôn. Thì cả nhà cứ mua về là mình chỉnh cò lại hơi cái đầu là đặt luôn à. Tại vì mấy cây cò gài nè, mình về cái mình chỉnh lại bẻ cho nó hơi cong lại, cho nó cái độ nhạy cho nó có. Rồi với lò xo này cũng im lắm nghe cô chú anh chị. Lò xo này về hồi ngày xưa thì lúc trước thì nên mua gặp về nên phải xay lò xo. Còn bây giờ là im ha, lò xo bây giờ đợt này im mà. Còn cờ đây, cờ thứ cờ mũ của nên nè, anh em hỏi nè, ảnh có bán cờ luôn nè. Nói chung là ảnh có chưa dán băng keo cũng có, mà dán băng keo rồi cũng có nè. Thì ai mua thì cứ liên hệ ảnh là ảnh ship tới chỗ luôn nè, có dán băng keo dạ quang nữa nè. Đó, cờ này cờ anh làm sẵn nè, cờ này xài bền lắm, bị đốt là khỏi sợ cháy luôn đó, khỏi sợ cháy luôn á. Tại nên xài im lắm, trừ khi mắc thôi à, chứ không có hư. Này gặp chuột này 6 vuông, còn ai muốn xài gặp 5-6 cũng có loại 5-6 luôn, 6 vuông có, 5-6 có, còn gặp thường cũng có nữa nè. Gặp thường thì rẻ hơn nhưng mà xài nó dở lắm cô chú anh chị, nên xài gặp này không à, gặp này là xài chắc loại rồi đó chị kia. Rồi anh em nào có cần thì liên hệ với ảnh ha, rồi ảnh tư vấn cho giá cả ha, là sao đó là ảnh tư vấn cho cô chú anh chị. Vợ chồng miền Tây cũng mến chào đến ông bà cô chú anh chị ha. Thì bữa nay nên tiếp tục bẫy theo điểm cũ của chú anh chị. Ở trước thì nên đặt khúc trong đó, giờ nên sẽ nói tiếp theo dạy ra tới ngoài này. Nếu mà không hết gặp thì nên lội qua tú bên kia luôn. Đó, bữa nay nên khai trương gặp mới của chú anh chị. Thì nên mua về xong rồi nè, nên mua về xong. Thì nên về nên sửa cò lại. Nhiều khi cái cò nào mà dài á thì nên cắt cục bớt.
với nên bẻ cái cò cho nó hơi cong vậy nè đó. Rồi với nên siết ba mối dây chì này bóp vô đừng cho nó bị vướng tay á đó. Đó cũng đã xong nè, nay nên khai trương gặp mới giỏ mới luôn ha. Thì một giỏ gì là 100 cái, 100 cái cũ 100 cái mới. Cái cũ của nên còn có 100 cái à, mà hôm gài nên đặt nên tưởng nó là 100 mấy không, ai ngờ có 100 cái à. Nay nên sắp xếp lại đàng hoàng, đếm lại có 100 cái, 101 cái à. Mà nên tưởng nó 112 30 không gì à, ai ngờ hôm gài nên đặt có 100 cái mà nó không hay nè. Đó, với nên mua thêm 100 cái với khai trương hai cái giỏ mới luôn. Giỏ này thì là giỏ 22 giây ha, 22 giây thì một giỏ gì đựng 100 cái nè. Đó phong cảnh ha, trời sáng giờ vui, chuyển mưa hoài luôn chúng chị. Mưa nói chung là cũng không có lớn, mưa chút tạnh vậy đó. Đó đồng dần cháy ra này nè, nên không biết chuyện nào cắt đây, chắc nên độ chắc cũng vài bữa nữa, một hai ngày nữa là cũng cắt đây. Rồi giờ thì để nên tranh thủ đặt ha cô chú anh chị, đặt riết đi cho xong, để không thôi mưa tới nữa là xong phim luôn. Mưa tới kéo đầu không thấy đường đặt của chúng chia, giờ chưa trời chưa mưa thì tranh thủ đặt riết, nên sợ chiều chút mưa cái là nên đặt không được. Ra đồng giờ đứng gió hụ hụ mát ghê luôn, phong cảnh đồng ruộng. Rồi thì có gì nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại sáng mai ha. Ngon màu vàng đẹp của chúng chị, qua mướp đây nè, này cái mướp này. Gì không có luôn hả? Đừng mòn im quá mà, đừng mòn im mà. Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới. Nấy đường mòn này không có hả vậy? Đường mòn im nhưng mà không có. Hôm qua người ta cắt miếng này nè cô chú anh chị, ta cắt mấy con miếng à, cặp cái giường này nè. Và nên đặt bên kia không hết, đặt mấy đường mương không hết, nên quanh đây nên đặt vài chục cái nè. Thấy đường im quá mà không có ta. Chục bự của ta hơi trọng như này. Hai chục con chục bự phải không? Con mấy đường kia im kè đó con đó. Con bự nhỏ luôn đó. Đó chút bớt. Ủa mấy cái đường đi xuống im im không mà họ đặt không có ta. Rồi mình đặt bên đây ra có được có như cỡ 20-30 cái gì. Nên đặt bên quên. Phong cảnh buổi sáng chị, sáng mây đen không à. Sáng mây đen quá trời luôn. Tối này mưa nữa nè. Chiếc quớt mớp kìa, mớp trái ngon ngon không hả? Ngon ha. Ừ. Kìa, bỏ bự già luôn rồi kìa. Cái đó sập dính không? Ủa trái này thấy mê dính. Trái này thấy mê quá. Trái chập ba luôn. Cái này chồng bố mang đi chờ không bán. Ai biết không? Hai trái nữa nè. Sợ ngoài này người ta không có hái được không chừng ta bỏ luôn. Trái nhóc bây giờ già lôi dùm mớp, lôi dùm mớp bỏ gặp mấy cái đó không con đó. Đường xuống im im không, đường nó thưa thiệt nhưng mà đường xuống cũng im không có rồi chứ quất luôn, nói im im không dính luôn, đèn cái cũng không dính luôn này. Cái đường xuống bốn lưỡng luôn mà không dính.
gặp đám khoai mì nè. Đường xuống quá ngon. Mày chết quất. Này chết luôn. Cái đường chạy bóng lưỡng luôn. Mà không có. Ồ, lụm cái dưa gan nhát nhát nguyên thang luôn. Ừ. Ồ, và cái chết quất hết trơn. Đổi cờ vàng luôn của chú anh chị. Hả? Mới cắt nó đốt cái gì? Này nhãn lồng. Hoa nhãn lồng. Hai cái hai con, hai con bự nhỏ. Bự nhỏ hả? Gắn mối hả? Hai cái hai con, còn con chuột, còn gắn mối. Đây dính nữa nè. Để dính con chuột con. Cái đường bóng lưỡng mà. Dính con chuột mà lớn. Tại đặt có mấy chục cái rồi nên không có thăm đêm. Chứ phải đặt nhiều nhiều mà lúa cắt gì là nên thăm đêm. Rồi đường im im không mà đặt không dính nè. Đây một con. Dính con gì vậy? Ờ con ếch. Nè, ếch nhỏ xíu à. Mới dính luôn. Đường đường đá ghê luôn. Đường đó đặt là phải thấy dính một cái một con, cái một con. Đường xuống rõ ràng luôn. Mà đã không có giường đá hả cha, có cái ao nuôi cá rồi nó nên khoáng gì nè, trên giữa có ao nuôi cá gì đó, các cái chạy trên giữa ở làm nhà mát, xung quanh làm giường chăn nuôi sướng luôn. Giống gì nè, đá giường đá đi, trồng trọt rồi chăn nuôi được im luôn. Đây một con nữa. Đường im không mà dính cũng yếu. Phải dính cái con. Mướp, hoa mướp. Trồng đủ thứ. Không dính gì trên nè. Đường đã quá. Bắt đi bắt về cũng không có luôn. Như xìu. Miếng đất này cũng bự dài. Giờ mình tới qua cái điểm cũ của chú anh chị, điểm vườn dừa ha. Qua điểm vườn dừa. Đây một con nè bạn. Bự. Đặt ở dưới mương. Giao trút ngoài này gì mà ít yếu xịu đường rồi cũng chính đi. Không có đường nhiều. Này cái gặp không. Kệ bên bển dính con kìa. Bên đó dính con rồi kìa chú dính đi. Chẳng đường mương. Chút qua bển lụm. Bự không? Bự à. Anh xui thôi mà.
đặt lúa cây thì đó nó như vậy, đặt lúa cắt rồi còn ấy không, đường im im không còn không dính nữa. Miếng đó hôm qua mới cắt hôm qua luôn, miếng nãy nên thầm là dưới cái giường, cái giường dưới đó. Miếng đó hôm qua mới cắt nên đặt luôn. Thấy đường mấy này bị gì đó, chó bư gì vậy? Hôm cảnh sáng âm u, mới nãy mưa. Cánh này đây mặt trời mọc mà. Cánh này chuyển mưa nè, bên đó là như mưa rồi đó. Nãy cũng mưa đó, mà mưa lâm râm mà. Nói chung là ngày nào cũng vậy. Có khi mưa lớn, có khi không, lâm râm chút tạnh, mưa hoài đó. Chút tạnh chút mưa dừa cũng cháy quá chừng luôn. Có chứ không có gì, để cho mấy người đi ruộng nè, có khác người ta uống. Rồi cái mùa cắt lúa này xong là nó bớt lại rồi. Con à? Con nó tăng cường rồi đó. Từ ấy có chục con à. Con chục bự. Nó mấy cái liên tiếp luôn. Quất. Sim xanh, sim này dừa này kêu bằng dừa lửa vậy quá. Dừa trái thấy hàm không? Có không? Có trong ai? Hai chồng lên cũng thăm xong của chú anh chị. Gặp không nhiều gặp dính. Nhưng mà nó cũng ngon hơn là mình đặt trăm mấy gặp. Con trăm gặp chứ nhiều. Nên đặt lúc giờ có con trăm gặp mà nên tưởng đâu là con trăm mấy không. Ai ngờ nên điểm lại, nên kiểm lại có con trăm gặp à. Bố tài. Mà con trăm gặp cũng không dính 6kg yêu chú bộ. Ừ. À. Ừ, trăm gặp mà 6kg ngon. À. Giờ 200 gặp mà không biết nhiêu nè. Thấy không? Khai trương nè, gặp mớ nè. Vỏ mớ luôn, rồi cào mớ luôn. Cào hay là cào mới, cào cũ mà nên thay cái lá cào mới. Lúc lá cào trắng nên thay lá cào vàng. Giờ bắt đầu sắp vô. Nguyên đóng gặp tới ứ. Nào bên đây có đóng cũ nè. Giờ này mưa lâm râm luôn rồi cô chú anh chị. Nãy giờ mưa lắc két rơi rơi nãy giờ. Rồi, giờ để nên sẽ tranh thủ nên ấy tiếp bà xã nên ha. Tiếp bà xã nên chắc bà gặp vô. Mưa tới rồi. Được nhiêu con? Cũng mấy chục con vậy à. Bên vợ em 18 con. Hai chồng nên về tới nè. Mưa đang lâm râm. Mưa lâm râm suốt. Đỡ cái hổng lớn cũng đỡ. Phải chục bự không đỡ ha. Chục nhỏ nè. Đến cái gọng nhỏ xuống qua đổ chục nhỏ. Có mấy con chục nhỏ hả? Ừ. Nè, gặp quy lập nó dính hai con nè, cục bự con cục nhỏ.
5 con. Rồi xong. Được nhiều chuột đó cô chú anh chị. Cũng kiếm được vài ký. Cũng 4-5 ký được. Chín con chuột nhỏ rồi hả? 11 con luôn. 11 con chuột con luôn. Một gặp hai con bự con nhỏ nữa là 12 con chuột nhỏ. Cái chỗ đó nữa cắt lúa xong là chuột nhỏ với chuột con dữ lắm đó. Ừ. Chuột bự mình bắt hết rồi. Chuột bự bắt hết rồi. Rồi chuột con. Nói chứ còn cái dễ gì hết đó. Nó còn ngoài ruộng á. Nó còn ở trong lúa. Mấy con chuột ở bạ. Chỗ đó có chuột. Hai trăm cái được nhiều. Nó chăng chỗ cái miếng cắt lúa rồi, nên thấy đường mòn viêm không xuống thẳng băng không đã không mà đặt chất quất hiểu không nổi. Ở chỗ đó dính im là ngon à. Được nhiêu tổng cộng là cô chú anh chị? 4-5 ký chuột á, cỡ 5 ký. Ý con chuột con trong này nè. Ừ, nãy đủ mà quên cái vụ con chuột con. Chuột con giờ chưa nhiều đâu. Đặt không gà chưa được 1 ký chuột con nữa. Nửa ký chuột con. Này được nhiêu đó. Cũng tạm ổn. Thêm gặp được nhiều bữa hôm thưa đặt 100 gặp đó. Bữa hôm mới đầu đặt cái đường đó dính thấy ham ha. Có 100 gặp mà dính 6 kg. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng luôn. Nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye. Chào gia. Bữa nay hai vợ chồng nên đi ăn cổ rồi cô chú anh chị nên thì tạm thời không có ra clip 1-2 ngày ha cô chú anh chị, tại vì video thì nên làm ngày nào nên đăng ngày đó, không có video dư, ngày nào đăng ngày đó. Thì bữa nay hai chồng nên đi ăn cổ mà ăn cổ không có gần nữa, nay nên đi xuống Long An ha. Nên đi chắc cũng 2 ngày 3 ngày gì nên mới có về được. Thì bữa nay nên đi là mất hết ngày nè. Rồi qua ngày sau riêng cổ chắc cũng ngày mốt rồi nên cũng có về tới rồi. Có cô chú anh chị nào ở Long An đón hai chồng nên để thôi nên đi lo lạc nha.